Bộ phim Hàn Quốc với số tiền liên quan lên đến 6.000 tỷ này lại được chuyển thể từ sự kiện có thật. Phim không chỉ có tài tử nổi tiếng Lee Byung-hun thủ vai chính, mà ngay khi công chiếu đã gây chấn động nhiều quốc gia. Giả danh từ thiện, giấu tiền trong căn phòng bí mật, âm thầm di chuyển tài sản và đoạn kết phim khiến vô số khán giả phải thốt lên quá thật. Người đàn ông mang nợ khổng lồ bước lên sân khấu nhưng lại nhận được sự hoan hô nhiệt liệt từ khán giả. Vì anh ta đã dùng chiêu đầu tư lợi nhuận cao, rủi ro thấp để thu hút hàng loạt nhà đầu tư khắp cả nước. Để lấy được lòng tin của các nhà đầu tư, anh ta thậm chí dùng tiền vay để trả lợi nhuận cho họ. Dù bây giờ đã mang món nợ khổng lồ, anh ta đã tạo dựng được tên tuổi trên toàn quốc. Điều đáng nói hơn là mỗi lần thuyết trình về dự án đầu tư, anh ta đều nói cực kỳ thuyết phục, cùng với những bài diễn thuyết đầy cảm xúc, khiến các nhà đầu tư tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Tuy nhiên, tất cả chỉ là bước đầu chuẩn bị. Hôm nay, ông Jin tuyên bố họ sắp thâu tóm một ngân hàng tiết kiệm. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận cho các nhà đầu tư sẽ tăng cao hơn nữa, đồng thời, tiền đầu tư cũng sẽ an toàn hơn. Ngay khi thông báo được đưa ra, mọi người đã vỗ tay như sấm dậy, và đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch dài hạn của ông Jin. Khi rời khỏi hội trường, anh ta như biến thành một người khác, được bao quanh bởi đám tay chân. Ông ta ngồi vào chiếc xe sang trọng hàng đầu của mình, nhẹ nhàng ném bông hoa vừa gắn trên ngực ra ngoài cửa sổ. Trong lẫn ngoài phim, anh ta đều là một diễn viên tài ba, và khi thông tin thâu tóm ngân hàng được lan truyền, vốn đầu tư của các nhà đầu tư lại tiếp tục tăng lên không ngừng. Nhưng lần này, ông Jin và vợ ông ta không định tiếp tục diễn nữa. Họ đã giao số tiền này cho một đội ngũ rửa tiền chuyên nghiệp và dưới sự hợp tác của các kỹ thuật viên trong công ty, tất cả số tiền đó đã được chuyển ra nước ngoài. Nhưng ông Jin cũng hiểu rằng tạo dư luận không thể chỉ là tin đồn. Ông ta đã chi tiền để mua chuộc cục trưởng cục giám sát tài chính và yêu cầu ông ta hối lộ các cấp lãnh đạo có liên quan. Ông ta biết rằng chỉ cần thông tin thâu tóm ngân hàng còn tồn tại thì các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ xô đến. Nhưng trong khi đó, vợ ông Jin, bà Kim, đang bận rửa tiền thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Người gọi dùng mật mã thông báo với bà rằng hôm nay cảnh sát sẽ đến điều tra. Nhưng sau khi biết tin, bà không hề hoảng loạn mà ngay lập tức chuyển thông tin đi. Đồng thời, trung tâm kỹ thuật và bộ phận nội bộ của công ty bắt đầu tiêu hủy dữ liệu phạm tội. Đối phó với những tình huống như thế này, họ đã quá thành thục. Người báo tin chính là phó giám đốc công ty, ông Park. Lúc này, ông ta đã bị cảnh sát đưa đến đồn. Ban đầu, ông nghĩ cảnh sát không thể làm gì mình, nhưng không ngờ lần này lại đối diện với đội điều tra đặc biệt. Nhìn vào các bằng chứng trong tay họ, rõ ràng họ đã quyết tâm bắt hết cả băng nhóm. Nhưng phía cảnh sát nói rằng nếu ông giúp họ lấy được sổ sách công ty, thì họ sẽ giúp ông xin giảm án. Ông Park thấy vậy đành đồng ý, nhưng ngay sau đó điều tra viên đã gọi điện cho bà Kim, muốn ông Park xác định rõ lập trường của mình. Ông ta đành phải nói qua điện thoại rằng thông tin trước đó là nhầm lẫn, rằng ông bị đưa đến đồn cảnh sát vì tai nạn xe. Dù bà Kim nghe vậy và dừng việc tiêu hủy dữ liệu, nhưng ông Park biết việc qua lại thế này chắc chắn sẽ khiến ông Jin và bà Kim nghi ngờ. Ông ta phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Trước khi rời đi, ông không quên tạo dấu vết giả của vụ va chạm xe. Như đến tối, quả nhiên, ông Park đã bị vợ chồng ông Jin hẹn gặp để trao đổi. Nhưng dù ông ta có giải thích thế nào, bà Kim vẫn cảm thấy việc ông ở đồn cảnh sát quá lâu rất đáng nghi. Vì vậy, bà đã gọi điện để xác nhận tình trạng hư hỏng của chiếc xe. Sau khi biết được sự việc là thật, bà mới không tiếp tục truy cứu nữa. Lúc này, ông Jin im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ông trách ông Park vì đã quá vội vã phát báo động, đồng thời cũng của trách bà Kim rằng nên tin tưởng đồng đội. Muốn thành công, bên trong phải đoàn kết. Đây là câu nói mà ông Jin luôn nhắc đến. Nhưng ông Park biết ông Jin là người rất đa nghi. Vì vậy, vào rạng sáng hôm đó, ông lén đến phòng kỹ thuật của công ty. Ở đó chỉ có một người duy nhất, đó là em trai ruột của ông. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, người em đã phải sống ẩn giật ở vùng hoang dã cả năm nay. Giờ đây phía trước có cuộc điều tra của cảnh sát, phía sau thì có sự nghi ngờ từ nội bộ. Ông Park chỉ còn cách cùng em trai và tiền bỏ trốn, vì việc rửa tiền cần có sự tham gia của người em. Sau khi bàn bạc với em trai để lấy lại số tiền thuộc về họ, ông Park lo lắng rời đi. Trong khi đó, ông Jin lại vô cùng vui mừng. Ông đã hối lộ các phương tiện truyền thông, tin tức về việc công ty mua lại ngân hàng bắt đầu lan rộng và số tiền đầu tư của các nhà đầu tư cũng tăng chóng mặt. Ông Jin quyết định khi con số này đạt đỉnh, ông sẽ chọn đúng thời điểm để rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, tin tức về việc giám đốc cơ quan giám sát tài chính bị bắt đã được truyền đến tai ông Jin qua điện thoại của bà Kim. Bà Kim nghi ngờ trong nội bộ có kẻ phản bội, ánh mắt của ông Jin dần dần nhìn về phía ông Park ngồi ở ghế trước, nhưng rồi ông nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc này, ông Park cũng rất lo lắng bởi vì để kéo dài thời gian cho việc bỏ trốn, ông đã cung cấp một số tài liệu cho cảnh sát. Nhưng không ngờ, thay vì đến công ty, ông Jin lại đưa ông Park về nhà mình. Trong nhà có một lối đi bí mật dẫn xuống dưới đất. Nhìn ông Jin đi càng lúc càng sâu, ông Park cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Ông theo chân ông Jin xuống tầng dưới cùng nhưng rồi phát hiện đó là ngõ cụt. Lúc này, ông Jin đột nhiên quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào ông, bầu không khí trở nên căng thẳng tức thì. Nhưng ngay giây sau, ông Jin lại bật cười lớn,
một cánh cửa bí mật bên cạnh bất ngờ mở ra. Rõ ràng là ông chỉ đang đùa. Ông nói với ông Park rằng căn phòng này đã tốn hàng tỷ để xây dựng. Khi tủ chứa đầy rượu quý được mở ra, bên trong còn chất đầy tiền mặt không đếm xuể. Nhưng ông Jin chỉ lấy một chiếc điện thoại và một cuốn sổ rồi ngồi xuống giữa phòng. Ngay sau đó, ông cầm lấy điện thoại, ông gọi điện đến viện kiểm sát và tòa án. Sau khi thỏa thuận mỗi bên 5 tỷ, phía bên kia đồng ý thả giám đốc cơ quan tài chính ngay trong ngày. Việc ông làm trước mặt ông Park chỉ để nói cho ông ta biết rằng cảnh sát lớn nhất chỉ là giám đốc, nhưng người trên ông ta mới là tầng cao nhất của quyền lực. Ông Jin cần đến kỹ thuật của ông Park và em trai ông ta. Đây là cách để cảnh báo ông Park đừng bao giờ phản bội ông ta. Liệu ông Jin có biết điều gì đó không? Ông Park không thể biết được, nhưng ngay sau khi ông vừa rời đi, ông Jin lại gọi một cuộc điện thoại bí ẩn khác. Và ngay ngày hôm sau, tin tức giám đốc cơ quan tài chính tự sát đã lên trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn. Ông Jin đã cứu ông ta rồi lại giết ông ta. Ngoài việc giết người bịt miệng, ông còn muốn tạo ra ấn tượng về việc cảnh sát điều tra quá đà để gây áp lực lên họ. Tin tức vừa ra, ông Park cũng hoảng sợ, nhưng ngày hôm đó ông ta đã đến gặp ông Jin và thú nhận rằng mình chính là kẻ phản bội. Ông ta biết rằng ông Jin cần đến kỹ thuật của mình và em trai, vì vậy ông ta nghĩ rằng nếu thú nhận ngay bây giờ, có thể vẫn còn kịp. Nhưng ông Jin nghe xong lại rất bình tĩnh, nhìn ông Park đang quỳ gối nhận lỗi, ông ta ném một chiếc điện thoại ra. Ông Park mở điện thoại ra xem, thì ra ông Jin đã biết rõ sự thật từ lâu. Nếu anh hối hận muộn thêm chút nữa, có lẽ anh cũng đã chết. Ngay sau đó, ông Park đề xuất dùng sổ sách giả để lừa cảnh sát, để chuộc tội của mình. Nhưng ngay khi ông Park rời đi, ông Jin phát hiện sổ sách đã bị tráo từ lúc nào không hay. Ông Park giả vờ thú nhận chỉ để đánh cắp sổ sách thật. Sau cái chết của giám đốc cơ quan tài chính, ông ta biết rằng ông Jin đã bị ám ảnh. Giờ chỉ có cách tống ông Jin vào trại giam, rồi ông ta và em trai sẽ ôm tiền bỏ trốn. Nhưng đúng lúc ông nghĩ kế hoạch hoàn hảo, ông thấy có ai đó trong gương chiếu hậu. Ông Jin nhanh chóng nhận được tin lấy lại sổ sách. Khi cảnh sát tìm thấy xe của ông Park, chỉ thấy ông ta nằm bất tỉnh trong cốp xe. Trung tâm kỹ thuật đã bị nổ tung, bằng chứng tội phạm đã bị hủy dần. Bà Kim cũng đã chuẩn bị cho họ việc vượt biên. Đây là tiền thuyền, bên trong có 10% phí dịch vụ. Xong chứ, trong trận chiến này, ông Jin thắng lớn. Nhưng ngay sau khi ông Jin cũng tiền bỏ trốn, tin tức về cái chết của ông ta ở Việt Nam xuất hiện trên báo. Điều này khiến các nhà đầu tư mất trắng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lúc đó, trên đường phố Philippines, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Thì ra ông Jin đã sắp xếp giả chết từ trước nhờ sự giúp đỡ của các quan chức tham nhũng. Như vậy, các nhà đầu tư không thể đòi lại khoản tiền đã mất. Dù ông Jin đã lừa đảo được số tiền khổng lồ, nhưng ông vẫn không định dừng lại. Lần này, ông ta cải trang thành một tỷ phú Trung Quốc và bắt đầu làm từ thiện tại địa phương, cung cấp thức ăn miễn phí cho trẻ em, tất nhiên là để diễn trò trước công chúng. Không lâu sau, một người bước xuống từ chiếc xe bên kia đường. Người này là thị trưởng của khu vực này, và lần này, ông Jin lại nhắm mục tiêu vào chính quyền địa phương. Ông ta đưa ra lý do tạo môi trường tốt cho trẻ em, đề xuất rằng mình và chính phủ nước này mỗi bên góp 3.000 tỷ để xây dựng một thành phố mơ ước ở Philippines. Dưới bài phát biểu đầy xúc động của ông Jin, thị trưởng tưởng rằng vận may cuối cùng đã đến với mình, vui vẻ chấp nhận đề nghị này. Nhưng sau đó, ông lại nói nhiệm kỳ của mình sắp kết thúc, hy vọng số tiền sẽ được gom đủ trong vòng một tháng. Điều này khiến ông Jin bối rối, nhưng ông ta đành phải đồng ý. Dù số tiền lừa đảo của ông Jin vượt xa 3.000 tỷ, nhưng ông đã tiêu tốn không ít vào việc mua các biệt thự hàng đầu ở Đông Nam Á và tiêu xài hoang phí. Giờ ông ta chỉ còn 2.000 tỷ trong tay và 1.000 tỷ trái phiếu còn lại ở Hàn Quốc. Ông chỉ có thể nhờ luật sư rửa số tiền này, nhưng ở Hàn Quốc, người có thể rửa nhiều tiền trong thời gian ngắn chỉ có một người tên là bà trùm tài chính ngầm, bà Shin, nhưng bà ta luôn tránh mặt. Điều này khiến luật sư rất tức giận, nghe ông Jin bên kia càng lúc càng thúc ép. Ban đêm, luật sư đến quán bar uống rượu giải sầu, không ngờ lại gặp một người bí ẩn. Người này tự xưng là Peter, người bạn gái mới quen nói với ông rằng Peter là chuyên gia rửa tiền. Luật sư không còn lựa chọn nào khác, về nhà tìm kiếm trên mạng, phát hiện ra anh ta thực sự là một chuyên gia rửa tiền. Luật sư biết rằng mình đã nắm được chiếc phao cứu sinh, liền lập tức báo tin vui cho ông Jin. Điều này khiến tảng đá lớn trong lòng ông Jin cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng tối hôm đó, khi đang chơi bắn đĩa trong trang trại, ông ta bị một cuộc điện thoại làm mất hứng. Là từ cấp cao của Hàn Quốc gọi đến. Vì hiện tại ông Jin đang lo huy động vốn nên tiền hối lộ định kỳ vẫn chưa tới kịp. Bên kia gọi đến để thúc giục. Điều này khiến ông Jin vốn đã căng thẳng lại càng khó chịu hơn. Ông ta nhắc nhở đối phương đừng quên ai đã bỏ tiền ra mới có thể giúp người kia ngồi vào vị trí hiện tại. Nhưng giờ đối phương đã có quyền lực lớn, thậm chí còn không nghe hết lời ông Jin, đã cúp máy ngay. Bà Kim bên cạnh cảm thấy nói vậy là không đúng, dù sao bên kia cũng là chiếc ô bảo vệ của họ. Nhưng lúc này ông Jin đã trở nên ngạo mạn, ông ta không còn coi trọng người có quyền lực kia, thậm chí ngay cả người của mình, ông ta cũng không tin tưởng ai.
Nhìn ông Jin nâng súng lên chĩa vào mình, bà Kim cho rằng ông ta đã không thể cứu vãn. Nếu tiếp tục ở lại bên cạnh ông ta, rất có thể sẽ là con đường chết. Vì thế bà về phòng và đưa ra một quyết định quan trọng. Bà đã gọi điện trực tiếp cho cấp cao quyền lực kia. Bà biết rằng có lẽ đây là cách duy nhất để tự bảo vệ mình. Nhưng để đảm bảo rằng mình không phải chiến đấu một mình, bà đã gọi đàn em đến giữa đêm và bảo họ đưa súng cho mình. Thấy đàn em không do dự, bà Kim liền hỏi nếu ông Jin và mình cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai? Nhìn thấy đàn em không trả lời, bà Kim trong lòng đã rất chắc chắn. Ai cũng biết đàn em luôn cứu ông chủ, nhưng cứu bà chủ có thể trở thành ông chủ. Trong khi đó, luật sư vẫn đang bận rộn rửa tiền ở Hàn Quốc, nhưng điều ông ta không biết là người tự xưng là Peter, chuyên gia rửa tiền, thực ra là cảnh sát giả mạo sau khi thay đổi thông tin. Sau lần thất bại trước, họ không dừng điều tra để lấy lại số tiền mà ông Jin đã lừa. Họ không ngại cho nữ cảnh sát hy sinh sắc đẹp, từng bước khiến Peter giả tiếp cận luật sư. Sau đó, họ đã mượn 3.000 tỷ từ bà Shin chỉ để thực hiện kế hoạch hôm nay. Họ đề nghị với ông Jin qua đầu dây bên kia rằng có thể viện cớ xây kênh đào để thuyết phục bà Shin cũng tham gia đầu tư. Như vậy, số tiền ông Jin lừa được sẽ từ 3.000 tỷ thành 6.000 tỷ và họ chỉ cần thu thêm 10% phí dịch vụ. Nghe xong, ông Jin tất nhiên vô cùng vui mừng và hẹn gặp để giao dịch tại Philippines. Mục tiêu cuối cùng của cảnh sát là dùng gậy ông đập lưng ông, lấy lại 3.000 tỷ từ ông Jin. Đó cũng là lý do bà xin cho họ vay tiền. Trong khi đó, bà Kim cũng không ngồi yên. Bà đã gọi điện cho ông Park, người lần trước may mắn sống sót, và hẹn gặp anh ta tại Philippines. Vì nếu kế hoạch loại bỏ ông Jin thành công, bà cũng cần một kỹ thuật viên để chuyển tiền đi. Hai người bàn bạc về việc chia tiền, ông Park đã tham gia vào phe của bà. Nhưng vào ngày giao dịch, Peter giả đến điểm hẹn thì phát hiện không có ai ở đó. Ngay sau đó có tin nhắn thay đổi địa điểm. Vừa ra khỏi cửa không lâu, anh ta bị trùm đầu bất ngờ. Sau khi bị lục soát toàn bộ cơ thể, bọn họ đưa anh ta vào một căn phòng hẻo lánh. Ông Jin đã chờ ở đó từ lâu. Bước đầu tiên của giao dịch là rửa sạch 1.000 tỷ trái phiếu của ông Jin thành tiền mặt rồi chuyển vào tài khoản chung. Bước thứ hai là ông Jin sẽ chuyển thêm 2.000 tỷ vào tài khoản, sau đó Peter giả sẽ chuyển tiếp 3.000 tỷ. Như vậy, trước khi chính phủ Philippines chuyển tiền, sẽ có đủ thời gian để kiểm soát tài khoản chung và toàn bộ tiền của ông Jin sẽ bị chiếm đoạt. Nhưng ngay sau khi cả hai bên chuyển tiền xong, ông Jin nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Thì ra bà Kim cũng đến đây, bà định hôm nay sẽ trừ khử ông Jin. Để hack vào tài khoản của ông Jin, ông Park phải ở trong phạm vi 50 mét mới có thể thực hiện. Nhưng lúc này điện thoại của đàn em bỗng reo lên, cậu quyết định chưa? Bà Kim đang hỏi cậu đó, rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai trước? Quyết định đi. Thì ra ông Jin đã cài thiết bị nghe lén khắp nơi trong biệt thự. Ông đã biết từ lâu về sự phản bội của bà Kim. Ông Park, người đang cố gắng hack vào tài khoản, sợ hãi tột độ. Lúc này người bên ngoài cửa sổ cũng phát hiện ra anh ta. Điều chờ đợi anh ta là kết cục giống bà Kim. Nhưng điều tuyệt vọng hơn là lúc đó ông Jin ném ra hai tấm ảnh. Trong ảnh là ông Park và bà Shin. Đây là những bức ảnh ông Jin mua với giá cao. Thì ra ông đã biết thân phận của họ từ lâu. Mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một vở kịch mà ông ấy phối hợp diễn. Lừa ai thì cũng là lừa. Ông ấy không cần chờ chính phủ Philippines chuyển tiền mà trực tiếp chuyển hết tiền trong tài khoản chung. Với tính cách cẩn thận và đầu óc thông minh của mình, ông Jin đã khiến cảnh sát thất bại thảm hại lần nữa. Nguyên mẫu của ông Jin là Jo Hee Ba, kẻ lừa đảo lớn nhất từ khi Hàn Quốc lập quốc. Sau khi rời Philippines, hắn lại chết một lần nữa ở Trung Quốc, nhưng vẫn có nhiều nghi vấn. Những nạn nhân vẫn không thể tìm nơi cầu cứu. Dù đôi khi chúng ta không thể làm gì được với hắn và thế lực đứng sau hắn, nhưng hãy cảnh giác hơn khi đứng trước sự cám dỗ của lợi ích. Biết đâu bạn có thể bảo vệ được bản thân và gia đình vào những thời điểm quan trọng.